Yo, hello các homie nha. Và chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với Valentine Channel. Thì nay mình sẽ tiếp tục series con River City Girl phần 2 nhé. Ok, thì trước khi vào video mình rất muốn cảm ơn những bạn nào mà đã ủng hộ mình trong suốt thời gian vừa qua. Và tất cả các bạn tiếp tục ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé. Và cái like và share tất cả các cộng đồng mạng luôn. Bạn nào chưa đăng ký, nhớ bấm vào đăng ký đi nha. Vì một đăng ký tuy nó miễn phí mà nhưng mà nó tạo động lực để mình làm thêm nhiều sản phẩm video khác hay hơn và hấp dẫn hơn như thế này nữa nhé. Ok, trong tập lần trước là mình đã đánh bại được con trai của Takuya rồi, đánh bại lần thứ hai. Bây giờ thì tụi nó chạy trốn tới tòa tháp Takuya ấy. Lần này là mình phải đuổi, ây da, mình phải đuổi theo nó để tới tòa tháp Legenda, vừa hạ ông bố của nó luôn. Hạ ông bố của nó xong là mình có thể giải cứu được cái thành phố này rồi. Đấy. Còn nữa hả? Hay à. Cái này là cái nhiệm vụ mà ông hiệu trưởng giao cho mình tìm mấy cái manh mối rồi. Ấy, cái góc này bị góc mù không thấy được. Để vậy nó còn trắng đen nữa. Chắc mình bỏ qua cái nhiệm vụ này quá. Ôi, lại là Sabuko nè. あんたにはすっごくお世話になったよね。意外だよね。最初会った時は2人で窓から蹴り出して、三話会もめちゃくちゃにしたってのに。Hỏi là chị có ổn không, bởi vì sau khi mà tụi em đá chị ra khỏi cửa sổ rồi bắt đầu là chuẩn bị là lật đổ nguyên cái đế chế Takuta của cha chị luôn. お前らに父さんは倒せない。ほんの少し引っかき回して私の義弟の剣に恥をかかせるだけがせいぜいさ。魔法係と SNS 係と食事係を雇おうだなんて父さんに吹き込んだのは剣だった。Ok, bà nói là bà cũng không thích là cái đế chế Yakuza sụp đổ cả, không bao giờ mong muốn điều đó cả, chỉ là muốn là thằng em bị trừng trị thôi. Hay vậy là bây giờ cô chị là quay lại bản chất thật rồi, vẫn muốn là mình bị đánh bại. Nhưng mà chị em ghét nhau mà hãm hại như thế này thì hơi bóp nhờ. Thêm nữa là mình lại có hào quang như dục chính nữa chứ. 足元にも及ばないさ。だが念のため、お前らが追ってこられないよう、町中に細工をしておいた。Ok, chị ấy nói là chị ấy có một chút cái bất ngờ dành cho mình. Là... Ồ, chị ấy bắt cóc những cái người bạn của mình và cài bom vô trọng. Vậy là bây giờ là mình phải đi giải cứu rồi. Đây. Phải giải cứu hết bao nhiêu người. Nếu mà thời gian sẽ có một cái khoảng thời gian nhất định để mình giải cứu những người đó, không thì họ sẽ bị nổ. Ok, có thể là mình sẽ skip qua những cái khúc này để mình đi tìm nhé.
Ok, người bạn đầu tiên. Đây đây đây. Đây. Ô gỡ gỡ cho nó đầy cái thanh kia nữa. Hay lại còn phải đánh nhau. Ôi ôi ôi. Chết rồi, chết rồi. Tôi đi ra hỗ trợ. Nhưng mà mình thấy là hình như fail rồi đó. Ok ok, gần được rồi, xong. À, đây là anh chàng ở bãi rác nè. Nhưng mà chúng ta cũng đâu có thân thiết tới nỗi mà gọi là bạn đâu. Hẹn gặp lại nhé. Một anh chàng không biết tên, thậm chí là không đủ thân để hỏi tên luôn. Ok, mình sẽ kiếp qua cho đến khi nào mà tìm được người bạn thứ hai nhé. Có 6 người bạn lận. À đây rồi. Rồi rồi, cái anh này là cái anh mà mình nhờ hỗ trợ để tìm cái đèn đấy. Tránh ra nào. Không sao. Nãy những cái lần kia là nó tới 4 đứa lận. Lần này là mình ép cho chỉ còn có một đứa thì dễ xử lý hơn. Nó cứ lại gần thì đẩy nó ra xa thôi. Nhưng mà thằng này nó có cái chiêu chạy. Những cái đứa mà không có chiêu chạy á thì làm cái cách này được, nhưng mà thằng này nó có chiêu chạy, nó tiến gần mình là nó đá luôn, cho nên là thì hơi khó chút thôi. Đó. Thậm chí nó còn counter được cái đòn đánh của mình nữa. Trời. Này hơi láo rồi. Xong. Này, mấy đứa tới cứu anh đi hả? Ok, xong. Ok, mình sẽ keep qua khúc này nha. Ôi ôi, sao lần này nó đông vậy? Tới 4 đứa lần kìa. Nếu mà nó đông vậy là mình phải đánh bớt để cho nó ít lại. Thứ nhất nha, nó dồn đa một cái là mình có thể là bay sạch cái máu luôn. Dạ. Quá khó chịu. Ok rồi, được rồi, hên quá. Hồi đó nó van xin là nó cứ vậy, nó van xin hoài à. Và mình có thời gian mình có cứu được. Em này là em làm ở trong tiệm cà phê mèo đây. Dạ. Chắc là xong nhiệm vụ này mình lại đi rui lại Noisy quá. Mihoko? だから悪い人に捕まって爆弾なんかつけられ
Ok, kiểu kiểu là em sợ thôi, em nói là đang làm việc thì bị chùm lại và bị đánh lạc hướng bằng con chó cưng thì vậy. Ok, anh bạn thứ ba của chúng ta đây. Ấy. Sao nó choáng rồi, để hết choáng thì mình sẽ ngừng. Ấy ơi, đứng gần là không đánh được nha. Đứng gần là cứ trong trạng thái cú vậy không à. Đó đó. Cho nên là phải để ra xa. Xong rồi cả hai bị choáng thì phải đúng rồi, cả hai bị choáng thì đỡ. Tại cứu xong là tụi nó cũng tự lăn ra chết à. Dạ. Cocchi cocchi. Sony Lee. Maniatte yokatta yo. Google maki ni sarechatte ne. Koitsu dare? Chứ mà anh là ai? Chắc chắn luôn chúng ta chưa bao giờ gặp anh ấy. Tôi tên là Sony Lee, là người thứ ba của Double Dragon. À, có điều gì đó hơi sai vậy. Tại sao Double lại có số 3? Anh này chắc là fan hâm mộ của Billy với lại Jimmy. Top 目指して戦ってみせるよ。好きにすれば。じゃあね。Anh này chắc là người hâm mộ thôi. Chứ làm sao mà có cửa mà bắt được Billy với lại Jimmy. Ok ok. Tới rồi em gái. Một em gái nha, em gái. Mình thấy lạ quá, chưa thấy bao giờ. Bây giờ. Có cái này ngon nè. Cái lightsaber. Đánh là tụi nó tự văng đi à. Đó, xịn. Cầm cây lightsaber này thì mình có thể xử lý được một phần. Xử lý bớt đi. Còn cỡ 2 đúng không? 3 chứ. Con robot kia không chịu phá nó thì nó cứ vậy nó hồi sinh hoài. Thanh niên kia thì cứ đi tới đi lui được đỡ. Hay dạ. Phải đó, mình đứng gần em kia quá cho nên là không đánh được hai con robot này. Xong rồi đó. Thanh niên kia thì cứ kẹt ở đó đi. Kẹt ở đó thì mình có thời gian mình giải cứu. Rồi đánh không trúng luôn, đánh không trúng là tiêu rồi. Ây, còn một xíu thời gian nữa kìa, bực mình. Này, chúng tôi vừa gỡ cái bom ở trên người của cậu đấy. Hả, người tới có quả bom hả? Xin lỗi nhưng mà tớ bận bận xem cái mấy cái kia quá cho nên lại cũng chả thèm để ý tới là việc bị bắt hay là gắn bom trên người luôn chứ. イベント前に死んじゃうところだったね。マジ感謝してよね。 あ、そうする。ね、レッドベルベットとティラミス、どっちがEDMと熱帯雨林のイメージに合ってると思う？じゃあまたね。 Ok, bây giờ còn một người nữa. Ok, mình tới được cái khu vực cuối cùng rồi.
Ây. Khó chịu nhờ. Kiểu là mình đang ở trong cái đường bay luôn á mà nó vẫn đánh mình được. Xong. Ok, cứ để cho nó khóc đi. Tại mình kéo cái này, mình gỡ cho cái anh đầu lâu này gần xong là nó sẽ tỉnh lại à. Mà nó tỉnh lại thì mình cho nó một đạp là xong. Không cần một đạp luôn. Tôi biết là các cô sẽ tới cứu tôi mà. À, đây là cái anh mà chủ shop đầu lâu có con mèo vàng đấy. Ok, bởi vì cảm ơn hai cô đã cứu tôi cho nên là tôi sẽ giảm giá 5% khi mà thứ ba các cô đến để mua đồ nha. Xong. Này hai người. Ok, cái em mà phóng viên này vẫn chưa vô được trong cái tòa tháp của Takuya nữa. Bây giờ mình còn phải tới chỗ tòa tháp Takuya thôi. Đường nào ta? Biển, biển. Nhớ rồi, bãi biển xong rồi đi một vòng tới cái chỗ mà khu vui chơi. Nếu mà bạn nào không nhớ thì nó cũng y chang cái đường mà phần 1 thì phải. Khoan, vô đây thì đã, để cho nó xếp ở đây cho nó gần. Nhưng mà bây giờ mà mình thua là mình văng lại tới chỗ trường học luôn, nó đi xa lắm. Đây rồi, tòa tháp đây rồi. Nhưng mà mình chưa vô được ta. Đừng giết hắn, Sabuko à. Game nó bị bắt à. Ok, cụ thể là Sabuko sẽ không giết em trai nhưng mà sẽ tha thứ bởi vì không thể nào mà tổn hại tới dòng máu của Takuya được. Mà chắc chắn là giờ mình phải đánh nhau với lại Sabuko rồi. Hey. Vậy là không phải đánh nhau lại Sabuko trong dạng boss mà đánh nhau lại Sabuko ở cái dạng ấy hả? Đúng rồi, đánh nhau lại Sabuko ở trong máy bay. Nhưng mà mình không bay lên trên được để đánh ta. Không đánh được. Rồi rồi, biết rồi. Ném bom.
mình có đổi trang bị rồi mình đeo một cái đai lưng để nó liên tục nó hồi luôn, không như là không mất lực á khi mà mình đánh những cái đòn sát thương nặng này. Bây giờ nó rơi ra bom nhiều nè. Ấy, đứng gần quá. Phải đánh những thằng này để cho nó rớt ra mấy quả bom á. Ấy. No, pha đó mà bị trúng kìa. Xong rồi, hết bom rồi, bây giờ phải tiêu diệt đám này. Để cho nó thả thêm ra, thả thêm lính á thì mới có bom xuống cho mình ném vô ấy được. Ôi, tưởng boss như thế nào chứ hóa ra boss. Cơ chế này thì dễ quá. Ấy. Nó ném luôn rồi. Là bạn phải đánh làm sao thiệt nhanh nha để cho nó không ném được. Sau đó mình mới lụm để mình ném. No, 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 no. Ném. Dính. Mình thấy nhà sau nó lại không thả ra cái chủng loại khác đó, mà cứ thả ra cái đám này hoài. Bây giờ là mình hơi cheat một chút. Kiểu là cái món bỏ bối này ngon quá. Tại mày biết mà cái đai này nó hồi cho mình cái lực liên tục ấy. Cho nên là mình cứ thế mình đánh. Mình cứ thế mình chơi chiêu thôi. Bom tiếp nè. À. Ném. Ây. Không sao, con này nó chỉ tốn thời gian thôi chứ nó không quá khó, cơ chế cũng dễ. Ý. Hên là pha đó không trúng nôi đi á. Pha đó chỉ trúng mình à. Phải để từ từ để hồi lại. Ừ đúng rồi, pha đó không trúng nôi đi chút nào cả. Hay nó đang rải tên lửa, không có gọi nôi đi ra được. Ấy, chết rồi. Tưởng nó rải xong rồi chứ. Pha cuối. Không sao, còn một thanh nữa. Cái điểm yếu của cái này là chẳng qua là khi mà bạn tung chiêu thục thì bạn sẽ bị đánh thôi. Chứ nếu mà bạn tung chiêu trúng hả, nó thành một cái combo dài luôn á. Yeah.
はい。Còn một xíu nữa, còn một xíu nữa, cố lên. Thả người mới xuống đi, đúng rồi, thả người mới xuống đi. Thắng, quá đơn giản. Ôi, nó khóa. Không phải, nó đang hội hoại, cho nên là nó bị khóa rồi. Ok, phòng này hình như không có gì cả đúng không? Đúng rồi, phòng này không có gì. Phòng này không có gì hết. Casino. Ai. Nữa phải đó, nó đánh chúng đồ gì nữa. Phải đó mấy bạn thân, rõ ràng là mình móc thẳng một cái chân luôn á mà nó vẫn né được, kiểu nó sao sao á, đứng gần quá. Hay phòng vũ khí hả, muốn lấy cái gì lấy hả. Không sao, với Noti như thế này mình vẫn hạ được. Không có gì phải ngại cả. Hai vạch mà, với lại mình có nhiều máu, mình có nhiều đồ ăn. Mình sẽ đỡ bị mất máu, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, mình dồn combo. Chờ cứ combo liên tục thôi, nó đứng lên là bị dính combo. Cho nó trả thù. Bình thường nó hay combo phát là mình lên đường. Bây giờ mình có cái mình combo lại. Bây giờ sao đây? Có 3 đường hả? Ây. Ồ, bot à? Bot là lò phản ứng. Ây, điện, các thương điện thì không có đau mấy đâu. Các thương lửa thì có thể đau, nhưng các thương điện không đau mấy.
tâm. Cứ xài kêu thôi, đập liên tục. Thì làm sao mà cái mấy cái cục này nó chịu nổi được. Thì là mình phải phá tới 3 cục lận. Một cục màu đỏ này chắc là sát thương lửa đây, cục màu tím kia thì sát thương phép thuật hả? Yeah. Cái lộn nhào chia leader này thì cái lộn nhào chia leader là làm hoài luôn á. Nếu mà mình ấn hoài là nó sẽ làm hoài luôn á. Ây. Tại sao? Tại vì mấy cái cục này nó là sát thương, vì là nó là mục tiêu tĩnh, nó đứng im mà. Thì mình cứ dồn chiêu là nó lên đường à. Còn mấy con boss thì có thể là tụi nó sẽ chạy tới chạy lui. Khả năng thì đánh nhau với boss nó sẽ khó hơn. Ây. Còn màu tím này thì mạnh hơn nhiều nha. Xong. Mạnh hay không mạnh thì nó pha đó nó còn lính đông nữa chứ. Nhưng mà lính đông hay không thì nó đứng chậm lại là nó vẫn ăn kỹ năng à. Nó ăn kỹ năng là nó cũng chết à. Rồi đây rồi, gặp chụp cuối rồi. Sabu. Các người tới đây để phá hủy gia đình của ta, ai đánh bại gia đình của ta phá hủy cái đế chế của ta đúng không? サブだろうね。めっちゃ荒れてんじゃん。何を言っても無駄だ。こいつを体に取り込むことで、俺の力は何倍にも膨れ上がる。そうは見えないかな。こんなとこで何してんの？あ、あのゲームじゃない？計画の全貌を知りたくないのか。 Ok, bây giờ ta sẽ giải thích cho các người nghe về kế hoạch của ta trong vòng 2 phút. Giờ phải lắng nghe thật là kỹ nha. Thiệt đúng mẫu mà phản diện điển hình luôn. Ngồi kể cho chính diện nghe về tất cả kế hoạch. Ây da, trời ơi. Vậy Kamehameha à. Kinh dị. Nhanh quá. nhanh quá, boss cuối mà nhanh quá. Thiệt, nếu mà mình mang mấy cái này ngay từ đầu thì nó đỡ biết mấy. À. Sát thương điện thì nó sẽ không cao lắm đâu, nó chỉ là nó giật giật vậy hoài thôi. Ok, như là phiên bản update của thằng con trai thì cũng mạnh hơn, những kỹ năng cũng tựa tựa như thằng con trai nhưng mà mạnh hơn nhiều. Ai da, không lại Kamehameha rồi. Trời ơi, ông trưởng không phải là cái cục gỗ nào cũng đứng được đâu nha. Đấy, giờ cũng biết về phân thân chi thuật nữa. Ây, khó rồi đây.
Cái giật điện cứ làm mình bị dính dịch không trung giết. Thì sao đây ổng nạp năng lượng phép thuật á. Ui ui. Mệt chưa? Ôi bây giờ rút súng ra. Có phép thuật mà chơi súng anh. Hãy lại Kamehameha, chết rồi. Phải né cái đứng sau cái cột màu xanh dương nha, cái cột màu nâu là coi như là vỡ. Hay ổng lại Kamehameha. Mình biết là chiêu này mạnh nhưng mà bam hoài thì nó cũng kỳ. Còn một máu. Ấy. Chơi vậy sao được, phải hai hả? Trời ơi, cởi áo rồi luôn rồi. Bật cái gì vậy, Satan nè. Bật sen rồi. Sen cọp. Hay. Bao nhiêu máu thì cũng vậy thôi. Ba em kỹ năng liên tục mà, cho nên là làm sao chịu nổi. Đây một điều bất khả thi, ta là bất khả chiến bại mà. お前も、お前の大切な人間も全て滅ぼしてやる。お前の母親の住所もすでに割り出してある。ママに手出すんじゃねえぞ。これで終わらせてやる。 Ok, tất cả hợp lực đấm. Ok, lần này thì là đấm ông bố bay lên trời. Yeah, Reddit rồi. Để mình xem coi hết Reddit này thì có cái phân đoạn nào không. Ok. À rồi, đấm bay ổng lên, dính vô cái đám con của ổng. Yeah, vậy là gia đình Yakuza sẽ có cơ hội trả thù và chúng ta sẽ có River City Girl phần 3. Nhưng mà chưa biết được khi nào ra, bởi vì con game này nó mới ra năm ngoái mà. Có thể là 2 hoặc là 3 năm, nghĩa là giờ ít nhất cũng phải thêm 2 năm nữa. Đúng kiểu anime điển hình luôn, đấm phản diện bay lên trời. Ơi, cuối cùng giải cứu trường học rồi lại không đi học. Ở nhà chơi game hết cả lũ.
番だけど、やんの？やんないの？やるやる。う、やば。あいつパンチして。やっぱ2作目は前のよりずっと面白いね。誰か来た。出てくれ。はあ？なんであんたたちが。Ồ, cặp chị em trên đó không cặp bản thân chứ. Hình như là Mari với lại gì ta. Mình chỉ nhớ là hình như là Mari thôi à. À, Mami với lại Hachabe. Ok, vậy là series này kết thúc tại đây rồi. Và chắc là video này mình cũng dừng lại tại đây nhé. Nếu mà bạn nói hay, nhớ để một like và share. Bạn nào chưa đăng ký, nhớ bấm vào đăng ký nhé. Vì một đăng ký nó miễn phí mà nó không tốn gì đâu. Đăng ký để ủng hộ mình nhiều hơn nữa. Và cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Chào tạm biệt. Bye bye.